Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần cáp phím tăng giảm âm lượng, phím chụp ảnh và ứng dụng nhanh của Huawei Y5217, hay còn tên gọi khác là Huawei Mia L22. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn của Huawei Y5217 không bấm được, bấm cứng, bấm chập chờn lúc được lúc không, hoặc là phím nó tự dưng nó bấm không làm gì, nó tự động nó chọn ứng dụng, thì với dịch vụ thay mới các phím nguồn, phím âm lượng, volume của Huawei Y5 tại di động cao cấp.vn, quý hàng sẽ khắc phục được hoàn toàn các lỗi trên. Do là thiết kế dạng cáp rất là đơn giản này, do đó khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến Huawei Y5 không bấm được, bấm chập chờn lúc được lúc không, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chính xác nhất vì các bạn. Hiện nay di động cao cấp.vn đang có sẵn tất cả mọi linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Huawei Y5217 nói chung và phần cáp phím nguồn, phím âm lượng của Huawei Y5217 nói riêng. Mọi thắc mắc quý hàng liên quan sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sản phẩm là có bán tại di động cao cấp.vn.